Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Thiền là một quá trình tiếp cận và thể nghiệm với chính mình. Cho nên ta cần dành nhiều thời gian, không gian để làm tốt cái công tác quan trọng đó, mà không nên lãng phí với những mớ kiến thức hỗn độn và có khi là nguy hại cho chúng ta nữa. Người ta viết về thiền nhiều lắm. Các vị chỉ cần đi vào internet là chúng ta sẽ tìm ra một khối bài viết về thiền. Nhưng mà lý do chúng ta có mặt ở đây là tại vì ta cần một người đã trải nghiệm về cái dòng thiền mà chúng ta chọn. Vị đó sẽ hướng dẫn tận tường cho chúng ta từ những bước sơ đẳng nhất để chúng ta không bị lầm lạc. Vị thầy đó phải có khả năng khơi dậy những cái ưu điểm ở trong ta, và cũng đồng thời vị đó phải có đủ bản lĩnh để sẵn sàng mổ xẻ những cái khuyết tật, những khối khuyết tật ở trong ta, để đưa ra những cái liệu pháp thích ứng cho ta, để ta được bước đi xa trên con đường chuyển hóa. Và ngoài năng lực của vị thầy hướng dẫn ra, chúng ta còn được thừa hưởng năng lực của đoàn thể tu học vững chãi. Họ sẽ giúp ta tinh tiến hơn và họ sẽ góp phần soi sáng cho phẩm chất tu học của chúng ta ngày một tròn đầy hơn. Tại vì thiền thì có nhiều cấp độ khác nhau. Nếu chúng ta chạm phải những kiến thức diễn đạt về thiền ở những trình độ cao thì có thể chúng ta sẽ dễ dàng mắc bẫy. Chúng ta chỉ hiểu bằng cái đầu mà tưởng là mình đã bước đi được rồi. Hiểu cơn giận là gì, từ đâu mà nó sinh khởi, nó có khác với điều phục được một cơn giận hay là chuyển hóa được một cơn giận. Chân lý phải đi bằng đôi chân, chứ không thể nào dùng cái đầu thông minh để mà suy tưởng được. Còn những vị đã từng tham dự nhiều khóa tu từ những dòng thiền tương tự, hay là đã nghiên cứu qua nhiều bộ thiền luận, thì cũng xin tạm gác những kiến thức và những kinh nghiệm đó qua một bên. Nếu mình muốn đón nhận một pháp môn mới hay là những sự chỉ dẫn mới từ một vị thầy hướng dẫn mà mình tạm thời đặt niềm tin để hướng dẫn mình, mà mình cứ lấy ra những cái gì mà mình đã biết rồi để mình so sánh, để phân biệt cao thấp, hay là để mong chờ thêm một cái gì đó, hay là để kháng cự lại, thì chúng ta sẽ thất bại. Cũng giống như là khi mưa đổ xuống mà chúng ta không chịu lấy cái tấm ni lông nó đang che phủ trên mặt đất ra, thì làm sao mà nước mưa có thể thấm xuống lòng đất được. Và cái tấm ni lông đó chính là thành kiến. Mình sợ mình buông những cái hiểu biết của mình ra, những cái kinh nghiệm và những kiến thức mình đã tích lũy từ xưa tới nay, thì mình không còn là mình nữa, mình không còn hay ho nữa, mình không còn là một thiền sinh lâu năm nữa. Và đó là một cái điều rất kiêng kỵ đối với bất kỳ ai muốn bước vào cửa thiền. Hai tay không được nắm gì cả, buông thả ra. Ở đây tôi có cây thiền bản treo góc cột kia kìa, các vị có thấy không? Và chắc là hôm nào tôi sẽ bất ngờ bảo các vị xòe hai bàn tay ra cho tôi xem các vị có mang cái gì vào trong này không, có mang theo bằng bác sĩ hay là luật sư theo không, có mang theo niềm tự hào là mình đã làm business thành công không, có mang theo cái bằng quy y 20 năm rồi vào đây không, có
có mang theo niềm tự tin là mình đã ngồi thiền được 2 giờ đồng hồ trong một buổi và đã từng đọc qua rất nhiều bộ thiền luận nổi tiếng không? Nếu mà ai có, tôi sẽ khẽ. Hồi xưa các thầy dạy thiền nghiêm lắm, họ dùng cả gậy để mà đánh học trò. Nhưng mà sự thật, họ không dùng tâm sân hận để đánh, họ dùng tâm từ để mà đập vỡ những cái phiền não cố chấp của người học trò, đánh tan đi những kiến thức hay là những kinh nghiệm có sẵn, để bắt thiền sinh chỉ sử dụng trực giác, tức là cái nhận thức ngay lúc đó. Một thứ nhận thức tinh khôi mới mẻ hoàn toàn đối với tình huống của thực tại. Và đó là một vị thầy có lương tâm. Nó sợ học trò mình giận hay là nói xấu mình. Hay là sợ học trò bỏ đi, mà dung dưỡng cho những con bệnh nó đang phát sinh trong tâm người học trò. Nếu vị thầy không giải cứu được người học trò thì vị thầy đó có lỗi rất lớn. Cách đây vài ngày có một anh chàng xin tới uống trà với tôi và xin được trao đổi một vài vấn đề thiền tập. Anh chàng này trước đây cũng đã từng thực tập từ nhiều truyền thống khác về thiền và cũng có nghiên cứu sơ qua một vài quyển sách viết về thiền của Đạo Phật, nhưng mà còn nhiều điều chưa thông suốt. Và hôm ấy anh chàng đã đặt ra cho tôi một vài câu hỏi khá thông minh, rất cần thiết cho một người muốn tu tập chuyển hóa. Vì vậy mà tôi đã hết lòng trả lời, hết lòng tháo gỡ từng cái nút thắt của anh ta ra. Có lẽ anh ta nghĩ là mình có duyên với ông thầy này, hy vọng ông ta có thể đóng góp một chút gì đó cho cái ước muốn tiến xa trên con đường tâm linh của mình. Vì vậy mà anh ta đã ngỏ lời xin được thọ giáo thêm trong những ngày sắp tới. Tôi mới hỏi anh chàng là anh muốn thọ giáo bằng cách nào? Tức là anh muốn tiếp tục tới đây gặp tôi để tham vấn riêng, hay là anh sẽ cùng đến tu học chung với đại chúng trong khóa thiền tới? Thì anh chàng liền thưa, thầy thấy con có cái gì rồi thì xin thầy chỉ thêm cho con từ cái chỗ đó. Cái này chắc là muốn học riêng. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta và hỏi vặn lại, vậy anh có cái gì rồi? Thì anh chàng hơi lúng túng, nhưng mà tư chất vốn nhạy bén, cho nên anh ta tươi cười đáp lại, dạ con không có cái gì hết. Cũng khôn ngoan, đáo để ha. Rất may là anh ta kịp thời nhận thấy cái tâm vừa kẹt của mình, và anh ta đã chấp nhận thu dọn những kiến thức của mình lại để vào cửa thiền hiểu biết bằng hai nắm tay không. Và anh ta hiện đang có mặt ở đây để thực tập lại những bài tập căn bản nhất cùng với đại chúng. Có thể vài vị trong đây sẽ nghĩ là tại sao tu thiền mà phải khắt khe như thế. Đúng vậy đó các vị, trong bất cứ trung tâm thiền tập có phẩm chất nào thì cũng có khá nhiều những thanh quy, những buộc ràng cho những thiền sinh mới tới, và kể cả những thiền sinh lâu năm họ phải tuân thủ một cách nghiêm mật. Và những người đưa ra những cái nguyên tắc khắt khe đó không phải là những người khó chịu, không phải là họ muốn gây khó gây dễ cho mình, mà đó là những người có hiểu biết, có lương tâm. Họ muốn mình tới đây thì phải đạt được cái mục đích của mình, đó là thiết lập một đời sống tỉnh thức, an lạc và thảnh thơi. Cho nên họ biết cái gì có thể cản trở cho cái mục đích đó thì họ sẽ lập tức ngăn cấm và nhắc nhở một cách không ngần ngại. Chứ không phải là họ muốn mình tới đây để cho số lượng đông hơn hay là để họ thu học phí mình.
rồi để cho mình cứ đi theo cái thói quen dễ dãi của mình mà không được gì cả, uổng phí thời gian và năng lực bỏ ra. Thì cố nhiên là nhiều người tới đây tu tập phần lớn là đã xác định rõ cái mục đích của mình và có cái quyết tâm mạnh mẽ để dàn xếp một số công việc đang bề bộn cho cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Nhưng mà nhiều khi chỉ vì một vài cái đề nghị đưa ra mà mình chưa có quen bao giờ, hay là một vài điều ngăn cấm nó đụng chạm tới cái tự ái, cái phiền não của mình, cho nên nó khiến mình dội lại. Mình nghĩ tu thiền là tới đây phải được tự do thoải mái chứ, và cái sự tự do thoải mái đó nó sẽ tự động đi tới mà mình không cần phải thay đổi cái gì cả. Cho nên là mình đã kháng cự lại và đôi khi là mình xách dép bỏ chạy. Có nhiều người bị vướng kẹt vào những cái điều rất là buồn cười. Thí dụ như họ nói là ở đây không gian chật quá mà số lượng thì lại đông. Hoặc là những người tới đây học thiền sao mà nhìn thấy mặt người nào cũng không có dễ thương hết. Hoặc là cách tổ chức của khóa thiền ở đây chưa có khoa học lắm. Hay là ngồi thiền gì mà một khóa thiền tổ chức ra mà ít giờ ngồi thiền quá. Mỗi lần ngồi thiền thì chỉ có nửa giờ thôi, không có thích hợp cho mình. Và thế là họ có một lý do rất là chính đáng để mà rút lui. Đây là một sự thật rất là thường xảy ra. Cũng như có một nhóm người họ muốn đi lên núi để lấy gỗ trầm hương về bán. Tại vì gỗ trầm hương rất là đắt tiền. Nhưng mà gỗ trầm hương thường ở tận trên đỉnh núi, cho nên phải mất mấy ngày đường thì mới có thể tìm kiếm được. Và đường lên đỉnh núi cũng rất là gian nan, có khi phải trèo qua những vách đá treo leo, phải băng qua những cánh rừng âm u, phải đối đầu với nhiều loài thú dữ, cho nên không ít người sờn lòng bỏ về tay không. Có người thì cũng cố gắng đốn đại vài loại gỗ thường mang về làm củi chụm chơi. Ở trong nhà thiền thường hay nhắc nhở tới sơ tâm, beginner's mind, mà chúng ta cần phải luôn giữ gìn cẩn thận. Sơ tâm tức là tâm ban đầu, gìn giữ tâm ban đầu có nghĩa là chúng ta phải luôn sống với cái cảm nhận ban đầu khi mình tới với thiền. Hay là khi mình tới tiếp xúc với một cái thực tại nào đó. Hay là khi mình tới trung tâm thiền, mình phải sống được với cái cảm nhận đầu tiên mới mẻ đó, sống được với cái mục đích sâu sắc của mình. Ở đây có nhiều người mới tới, hãy cố gắng giữ gìn cái tâm hôm nay của mình, tâm ban đầu của mình. Còn nhiều người đã tới lâu rồi thì cũng hãy nhìn lại tâm của mình có còn ham thích tu học nữa không, có còn muốn giác ngộ nữa không, tâm muốn khám phá, tâm khiêm nhường, tâm dễ thương, tâm chưa biết gì, tâm trống rỗng đâu rồi. Nhiều khi mình ở lâu trong trung tâm thiền mà tâm mình chứa đầy những cái thứ không cần thiết, những thành kiến với người này người nọ về cách tổ chức như thế này thế kia, để rồi mình đánh mất cái tâm tinh khôi tuyệt vời của mình, rất là uổng. Thí dụ như khi mình được mời vào trong ban tổ chức để giúp đỡ các thiền sinh tu học một cách có nề nếp, có ngăn nắp hơn, nhưng mà công việc tổ chức nó lấy đi quá nhiều thời gian và năng lượng của mình mà mình không có dám báo động hay là nhờ sự giúp đỡ từ những người khác, để rồi là mình bỏ qua những cái bài thực tập thiền của cá nhân, hay là mình bỏ mất cơ hội để ngồi thiền, hay là để pháp đàm chung với lại đại chúng. Lúc nào mình cũng căng thẳng và lo lắng hết. Hoặc là muốn tổ chức cho chu đáo mà chúng ta lại cãi vã với nhau, giận hờn nhau, thậm chí là ban tổ chức cũng không nhìn nhau được. Như vậy là phương tiện đã giết chết mục đích của mình rồi.
Cái này chỉ là ví dụ thôi ha, chứ ban tổ chức hiện tại thì cũng còn được lắm. Cũng như là lần đầu tiên chúng ta đặt chân tới vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn này, và đặt chân tới những con đường hoa đào nở rộ vào giữa tháng tư, thì chúng ta có thể ngất ngây trước vẻ đẹp thanh khiết của mấy chục giống hoa đào mà mình chưa bao giờ được mục kích, tức là chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Mình có thể bỏ ra hàng giờ để mà ngắm nghía từng khóm hoa, rồi mân mê nó, thưởng thức mùi thơm của nó. Hoa đào thường tỏa mùi thơm vào buổi chiều tối. Và tuy có hàng nghìn gốc hoa như vậy, nhưng mà mình vẫn không rời mắt để mà khám phá nó. Cái cảm giác đó rất là khó tả, và hình như nó chỉ đến một lần. Lần sau trở lại, ta sẽ không còn hứng thú để mà thưởng thức, để mà khám phá hoa đào như là lần đầu tiên nữa. Ta làm gì? Nói chuyện, mượn cớ đi ngắm hoa đào để mà tán dóc, hay là lăng xăng chụp hình, đi ngắm hoa đào mà chỉ để chụp hình thôi. Và có khi vì bận rộn cho nên là có một vài người rủ mình đi ngắm hoa đào, thì mình không còn hứng thú nữa. Mình đã hoa đào, mình đã ngắm rồi, có gì đâu mà phải đi ngắm hoài vậy, lãng phí thời gian. Sự thật là hoa đào mỗi năm mỗi khác, không năm nào giống năm nào cả. Ai cho rằng nó giống nhau thì kẻ đó không có biết gì về hoa đào, và chính kẻ đó là những kẻ chuyên sống bằng kinh nghiệm cũ. Và chắc chắn kẻ ấy sẽ luôn nhìn đời bằng con mắt thành kiến của mình, thiếu sự khám phá, thiếu sự mới mẻ trong nhận thức. Và gìn giữ tâm ban đầu còn có một ý nghĩa sâu sắc khác nữa, đó là gìn giữ cái tâm hồn nhiên và thật thà của mình. Tính từ mốc thời gian chúng ta chưa bị nhiễm bụi đời, tại vì khi chúng ta đặt chân vào cuộc đời này, chúng ta đã thi nhau biến hóa đủ mọi vai diễn để đạt được cái này cái nọ, phục vụ cho nhu cầu thỏa mãn của cuộc sống. Có khi đời nặng ra vai cho ta, và cũng có khi ta tự tạo vai thêm cho đời. Vậy đó, chúng ta diễn xuất lâu năm đến nỗi chúng ta không nhớ rõ con người chân thật của mình là ai. Và ta đang có mặt trong cuộc đời này để làm cái gì? Có phải là ta sống là để kiếm thật nhiều tiền, hay là để tìm một cái sự công nhận, một sự kính nể, một sự ngưỡng mộ hay không? Và trong lúc chúng ta đang tỉnh táo như vậy mà đặt ra những câu hỏi này thì rất là dễ làm cho mình tự ái. Tại vì mình nghĩ mình đâu có đến nỗi trần tục quá như vậy. Nhưng mà những giây phút tỉnh táo này rất là hiếm, rất hiếm xảy ra trong một ngày trong cuộc đời của mình. Rồi ta cứ tiếp tục nhân danh những lý do chính đáng để lao mình vào những vai diễn của cuộc đời, để tranh chấp hơn thua, để sánh vai với mọi người. Chứ không thì mình mang tiếng là tục hậu hay là lạc loài nữa, để rồi mình đánh mất rất nhiều những giá trị linh thiêng trong tâm hồn của mình, như là sự bình an, đức khiêm cung, tính trung thực, lòng bao dung, vân vân. Và khi thắng thời thì mình cảm thấy tự hào với chính mình, thấy số mình thật là may mắn ha, thấy cuộc đời này quá đẹp. Và khi thất bại thì sao? Khi đối đầu với những khó khăn thì chúng ta trở nên bi quan, than vãn, chán đời. Ta trách trời, trách người, trách đất. Và khi mình không còn sức để mà vùng vẫy nữa thì mình mới chịu quay về, tìm lối quay về. Cái cụm từ tìm lối quay về hay là tôi tìm về chính tôi, thỉnh thoảng chúng ta vẫn được nghe trong nhiều bài thơ sâu sắc
hay là nhiều bản tình ca nổi tiếng, nghe rất là não ruột ha. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là có quay về được hay không, làm cách nào để quay về, chứ đâu phải muốn quay về là quay về được đâu. Người xưa hay nói hồi đầu thì ngàn, quay đầu là bờ, là để khuyến khích cho những kẻ lữ hành để họ nỗ lực quay về. Tại vì khi anh có niềm tin mạnh mẽ, anh có một con đường đúng đắn, anh có một sự tinh tiến mỗi ngày, thì anh sẽ sớm gặp được bờ giác, gặp lại con người năm xưa của anh. Nhưng mà nếu ba cái yếu tố đó bị suy giảm vì bất cứ một lý do gì đó thì bến giác vẫn nghìn trùng xa cách. Dù ta đã quay đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần, cho nên sự lầm lẫn giữa phương tiện sống, means, và mục đích sống, goal, vẫn cứ tiếp nối từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà mỗi ngày sự lầm lẫn đó lại càng trầm trọng hơn. Một khi những kẻ nắm quyền lực trong xã hội, họ là những kẻ lầm lẫn nặng nề nhất về lẽ sống, về phương tiện sống và mục đích sống, thì họ sẽ đẩy cho không biết bao nhiêu người nữa chạy tới cái mức hưởng thụ ngất ngưỡng, để rồi cái giá phải trả là chúng ta không còn thời gian để sống, cứ cắm đầu cắm cổ đi kiếm tiền để mà trang trải cho những tiện nghi sang trọng đắt tiền. Ta sống như là một kẻ mộng du, sleepwalking, đi mà không biết đi đâu. Chúng ta không phân ra được sự khác nhau giữa những cảm xúc thỏa mãn nhất thời, emotion, và cái hạnh phúc lâu bền, happiness. Càng có nhiều tiện nghi về vật chất, càng được người khác kính nể, thì mình sẽ càng được hạnh phúc. Có phải vậy hay không? Và điều này có thật hay không? Thì quý vị cũng đã từng thấy, cũng đã từng chứng kiến ngay trong đời sống thực tại rồi. Tỷ phú như là Bill Gates hay là quyền lực như là George Bush thì cũng phải khổ thôi. Giàu có để làm gì mà ta không thể ngồi ăn một bữa cơm đầm ấm với những người thân trong gia đình, hay là im lặng hàng giờ để lắng nghe những nỗi khổ niềm đau, những khó khăn của họ để mà giúp đỡ. Quyền lực để làm gì mà ta không thể ngồi xuống để uống một chén trà trong tĩnh lặng để nhìn lại mình, hay là không thể đi bộ một mình để ngắm trời xanh mây trắng, những tặng phẩm màu nhiệm của cuộc đời. Họ thật sự là những kẻ rất nghèo túng về đời sống tinh thần, luôn thèm khát một ngày được sống tự do. Như vậy là có khác gì là loài ma đói đâu. Chúng ta đi từ nhận thức sai lầm này tới nhận thức sai lầm khác, từ quan niệm sai lầm về cái tôi là một cá thể biệt lập với mọi người, với muôn loài. Cho nên chúng ta đã tìm mọi cách để mà hơn người và sống vô trách nhiệm với vạn sự vạn vật ở chung quanh để thỏa mãn cái sự hưởng thụ của mình. Từ nhận thức sai lầm, hạnh phúc chính là những cảm giác sung sướng thỏa mãn nhất thời. Cho nên chúng ta đã đem hết đời sống của mình ra để mà đổi lấy những cái nghiện chất đó. Từ nhận thức sai lầm rằng hạnh phúc chỉ có mặt ở một cái tương lai xa vời nào đó, cho nên chúng ta không chấp nhận hiện tại đang còn quá nhiều khó khăn. Thậm chí chúng ta còn muốn bỏ chạy ra khỏi cái trái đất này để mong tìm được một cái hành tinh xa xôi nào đó, nơi đó có một cái hạnh phúc chân thật. Cho nên chúng ta đã sống mà không cắm rễ được vào cuộc sống này, sống với tư cách của một gã lữ hành lang thang. Thì đừng hỏi tại sao, cuộc đời mình có quá nhiều đau khổ. Và đó là lý do mà thiền của Đạo Phật ra đời. Những phương pháp luyện tâm
tức là thiền, nó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập trở lại một đời sống tỉnh thức, nhận diện được đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh của cuộc sống, để chúng ta biết mình nên làm gì và không nên làm gì để mình và những người chung quanh có hạnh phúc ngay trong thực tại. Nhưng mà có đôi khi chúng ta biết điều đó nên làm hay điều này đừng nên làm, nhưng mà ta thường không chiến thắng nổi những bóng ma thèm khát, sân hận, ham muốn trong lòng của mình. Tại vì chúng ta đã đem hết năng lực của mình ra để mà ứng phó với cuộc sống bon chen rồi, thì đâu có gì nữa cho mình đâu. Có bao giờ mà bồi dưỡng cái phẩm chất đạo đức trong tâm hồn của mình đâu. Vì vậy mà chúng ta luôn ở trong cái tình trạng cạn kiệt năng lượng, quờ quạng và trông chờ vào cái sự may mắn ở bên ngoài đem tới. Thiền sẽ giúp cho chúng ta luôn nhận diện, thấu hiểu và chuyển hóa được những thế lực bóng tối đó, và sẽ mời lên những hạt giống quý báu ở trong tâm hồn. Nghĩa là nương theo những cái phương pháp thiền tập mà ta sẽ bước tới những cái tầng nhận thức mới. Nó vượt khỏi cái thấy thông thường để giúp cho chúng ta không còn bị những cái hoàn cảnh trái ngang làm cho chúng ta đau khổ nữa. Và cứu cánh của nó là giúp ta tìm lại con người chân thật năm xưa của mình. Đó là một con người tuyệt hảo, có tự do và hạnh phúc không bao giờ thay đổi giữa cuộc đời chìm nổi này. Có rất nhiều loại thiền đang tồn tại trên thế giới hiện nay. Và đó là những cái phương pháp đào luyện tâm linh rất hữu ích, giúp cho con người có một cơ hội để thanh lọc thân tâm mình. Nhiều loại thiền chủ trương đạt tới trạng thái định tâm kiên cố để có được những khả năng siêu phàm, có thể tiên đoán được sự việc sắp xảy ra hoặc là nắm bắt được tâm ý của kẻ khác, hay là có thể dạo chơi một cách tự tại trong cảnh giới vi diệu của tâm thức. Thiền Phật giáo thì khác. Nền tảng hầu hết của các dòng thiền Phật giáo đều chủ trương thiết lập một đời sống tỉnh thức, làm chủ thân tập mình, gạn lọc phiền não. Nhưng mà cũng có vài dòng thiền sâu sắc hơn, đi xa hơn, thì họ giúp cho thiền sinh thấu hiểu được bản chất của thực tại, tìm ra con người chân thật của mình, đạt tới giá trị an lạc giải thoát tuyệt đối. Dòng thiền hiểu biết tự nó đã nói rõ cái tông chỉ, tức là cái mission statement của nó ngay trong cái tên gọi rồi. Đó là những phương pháp giúp ta luôn nhận biết được những gì nó đang xảy ra ở trong ta và chung quanh ta. Một thứ nhận diện đơn thuần, mere recognition, nhận diện đơn thuần, không mang theo thành kiến, quan sát đối tượng bằng con mắt trong veo, để rồi sau đó khám phá ra những tố chất nào, những gốc rễ nào, những nguyên tắc nào đã tạo nên đối tượng đó. Và điều này sẽ giúp chúng ta đạt tới một cái tầng hiểu biết lớn, không còn sản sinh ra những cái phản ứng tham và sân để bảo vệ cái ngã sai lầm của mình nữa, hòa nhập mình vào mọi người, hòa nhập vào vũ trụ, và từ đó tâm từ được khai mở, tình thương sẽ bùng nổ. Dòng thiền hiểu biết có gốc rễ từ dòng thiền Vipassana. Đây là dòng thiền mà Đức Phật và Tăng đoàn Nguyên Thủy đã từng thực tập và hiện nay đang rất thịnh hành ở nước Sri Lanka và Myanmar, tức là ở Thích Lan và Miến Điện. Vipassana. Tôi vốn xuất thân từ Phật giáo Bắc Tông.
Northern Buddhism, trước khi đến truyền thống thiền nguyên thủy Southern Buddhism. Cho nên tôi đã chọn lọc một vài bài thực tập giá trị căn bản từ Phật giáo Bắc Tông, tức là từ kinh điển Đại Thừa, kết hợp với những phương pháp thực tập căn bản thực tiễn của dòng thiền nguyên thủy để thành ra một dòng thiền mới. Nói mới là tại vì nó có những điểm nhấn và những kỹ năng chăn tâm, điều phục tâm khác biệt với những dòng thiền khác, để tạo thêm một lối đi mới dễ dàng hơn cho thiền sinh ở trong thời đại bây giờ. Nhưng mà mục đích thì vẫn giống như nhau. Cho nên nói mới là nói cho vui thôi, chứ trước đây nó đã vốn có rồi, ở dạng này hay là dạng khác. Thiền Vipassana gọi đầy đủ là Vipassana Bhavana. Cái chữ Bhavana có nghĩa là sự đào luyện tâm ý. Chữ Vipassana được ghép từ hai từ gốc Bhasana và Vi. Bhasana có nghĩa là sự nhận biết, còn Vi có nghĩa là xuyên thấu qua một đối tượng. Vậy thì cái chữ Vipassana Bhavana nó có nghĩa là phương pháp luyện tâm để giúp cho ta nhìn vào bất cứ đối tượng nào cũng thấy rõ được bản chất thực của nó. Và đây là lý do mà tại sao chúng ta gọi dòng thiền này là dòng thiền hiểu biết, bằng tiếng Việt cho dễ hiểu. Ở trong chữ hiểu biết, nó đã chứa đựng cái khả năng nhận biết rồi. Trước tiên ta phải nhận biết đối tượng đó một cách rõ ràng, thấy nó như chính nó đang là, mà không thêm vào cảm xúc hay là kinh nghiệm của mình. Và cái quá trình nhận biết nếu được duy trì lâu bền thì nó sẽ chuyển sang cái trình độ hiểu biết, hiểu đúng bản chất của thực tại thông qua kinh nghiệm của trực giác. Cho nên hai dấu ấn của pháp môn này là nhận biết thực tại và hiểu biết thực tại. Chúng ta có thể rút ngắn lại là nhận biết và hiểu biết thực tại. Rút gọn hơn nữa là nhận biết và hiểu biết. Thực ra con dấu thứ nhất cũng chính là con dấu thứ hai. Tùy vào nhu cầu mà chúng ta có thể dùng nó với tính chất riêng hay là chung. Có khi chúng ta nhấn ở cái nhận biết nhiều hơn mà không cần phải hiểu biết, hoặc là có khi chúng ta cần phải nhấn ở cái hiểu biết nhiều hơn để chúng ta vượt thoát phiền não. Nhưng mà trong bất kỳ sự thực tập nào mà không có một trong hai con dấu này thì không còn gọi là dòng thiền hiểu biết nữa. Các vị đừng bao giờ quên nha. Tiếng Anh có thể dịch là Understanding Meditation. Chữ Meditation có nghĩa là thiền, là phương pháp đào luyện tâm. Chữ understanding cũng được ghép từ hai từ under, có nghĩa là nằm ở bên trong, và standing là một sự vật hay là một hiện tượng đang trong một cái trạng thái đứng yên cố định. Hai cái từ này ghép lại có nghĩa là đứng ở trong chính đối tượng nào đó thì bao giờ ta cũng hiểu đúng như tình trạng hiện tại hay là bản chất của nó đang là. Các vị nghe kịp không? Ý nghĩa này rất chính xác với pháp môn mà chúng ta đang thực tập. Bởi vì thông thường á, ta luôn tưởng là mình đã hiểu đối tượng đó rồi. Sống chung với nhau mười mấy hai mươi năm trời, có gì đâu mà chưa hiểu. Nhìn sơ qua là biết ngay. Nhưng mà nếu chúng ta không vào vai của chính đối tượng đó, không đặt mình vào cái hoàn cảnh, cái nhận thức, cái cảm xúc của người đó đang có, ta vẫn giữ nguyên cái thành kiến của mình khi mình lắng nghe, khi mình quan sát họ,
Nghĩa là ta vẫn đứng bên ngoài nhìn vào để mà nhận xét, thì thế nào chúng ta cũng bị lầm lẫn. Đây là nguyên nhân tại sao mà chúng ta không có thể thương yêu nhau trọn vẹn được, tại vì không có hiểu nhau. Ý nghĩa của chữ understanding rất là sâu sắc, nhưng mà nhiều người, ngay cả người người Mỹ, cũng không có dùng tới ý nghĩa của nó được. Ở vài trung tâm thiền khác, người ta thích dùng cái từ insight hơn để diễn đạt cho cái sự hiểu biết thấu tận ở bên trong bản chất. Nhưng mà cái nhìn ấy dù có thấy thấu suốt nhưng vẫn là cái nhìn từ ở bên ngoài. Thì làm sao bằng được cái nhìn từ chính bên trong đối tượng đó kia chứ. Cho nên tôi vẫn ưa cái từ understanding hơn, thấy nó gần gũi hơn với mọi người. Cho nên đã đặt tên cho cái dòng thiền hiểu biết chính là understanding meditation. Và tất nhiên ở trong cái chữ understanding ấy, nó cũng đã hàm chứa cái chữ awareness rồi. Các vị thấy không? Tại vì ta muốn hiểu được đối tượng đang có mặt thì ta cũng phải có mặt chứ. Awareness là một sự có mặt. Vậy thì hai dấu ấn, dấu ấn tức là Dharma Seal, Dharma tức là pháp môn, tức là thiền, có thể dịch tiếng Anh là awareness of the present moment hay là understanding in the present moment. Tôi xin đọc lại là hai dấu ấn của chúng ta bằng tiếng Anh là awareness of the present moment and understanding in the present moment. Chúng ta có thể rút gọn lại là awareness and understanding in the present moment, hay là rút gọn nữa là awareness and understanding. Tại vì trong cái awareness hay là trong cái understanding nó đã có present moment, phải không? Để có thể nhận biết sâu sắc hay là đạt tới trạng thái hiểu biết thực tại thì chúng ta cần phải trải qua một quá trình luyện tập chánh niệm, right mindfulness. Chú tâm trên một đối tượng bằng một thái độ đúng đắn, đó là chánh niệm. Thí dụ như chúng ta đang có mặt tại thiền đường tĩnh lặng này, và ta ý thức rất rõ đây là thiền đường tĩnh lặng chứ không phải là chánh điện của chùa Hoa Nghiêm hay là ở đâu khác, thì cái này gọi là khả năng nhận biết, awareness. Nhưng mà nếu chúng ta khởi lên một ý niệm, chúng ta muốn quan sát kỹ lưỡng hơn cái thiền đường này để về ai hỏi thì chúng ta biết đường nói, thì ta tạm rời những đối tượng khác để dồn cái sự chú tâm về toàn cảnh của thiền đường. Ta thấy rất rõ vị trí của từng cái bàn nho nhỏ, từng cái bình hoa xinh xinh, từng bức thư pháp thẩm mỹ treo trên tường, đặc biệt là những cái màu vàng ống rực rỡ đang hiện lên toàn cảnh của thiền đường. Cái khả năng quan sát này được gọi là niệm mindfulness. Chỉ là niệm thôi nha. Nhưng mà nếu chúng ta muốn hiểu rõ hơn tại sao cái thiền đường này nó tỏa lên một cái màu vàng ống ả như vậy, thì ta cần phải chú tâm lâu hơn để tìm hiểu rõ sự thật. Thì có thể chúng ta sẽ phát hiện ra rằng cái sự tương phản giữa bốn cái chất liệu màu vàng. Thứ nhất là màu vàng rực của đèn trên trần hay là đèn pha từ những góc tường. Thứ hai là màu vàng nhạt lá non của những tấm tường. Thứ ba là màu vàng ngà của cái nền thiền đường được làm bằng gỗ trúc. Và thứ tư là màu vàng khô của những tấm mành sáo đang treo ở bốn bức tường. Và ngoài ra chúng ta còn phát hiện là ở thiền đường này gần như là trống rỗng, rất ít đồ đạc được trưng bày, nhưng mà những thứ đó được an trí rất là gọn gàng để tạo nên một cái thiền phòng nhẹ nhàng và ấm cúng. Thì cái thái độ đó được gọi là chánh niệm, right mindfulness.
tìm thấy được sự thật của đối tượng qua quá trình tự quan sát lấy. Tất nhiên là sâu ở bên trong nó còn nhiều cái sự thật nữa, chứ không có chỉ như vậy. Nhưng mà có vài người tới đây họ nhìn qua loa, rồi bận nói chuyện trên trời dưới đất gì đó. Hoặc là tuy có quan sát nhưng mà quan sát không kỹ. Hoặc là quan sát kỹ rồi mà lại để cho những thành kiến của mình nó tham dự vào. Tức là có thể trong đầu của mình nghĩ là cái thiền đường này trước kia nó khá cũ kỹ, khá thô sơ, và mình rất thích nó, chứ mình không thích cái kiểu thiền đường nó hơi sang trọng như thế này. Hoặc là mình so sánh cái thiền đường này mới vừa tu sửa lại với cái chánh điện cũ bên chùa Hoa Nghiêm, mình thấy không có cam lòng lắm. Cho nên mình đã kết luận là cái thiền đường này quá sang, quá lãng phí tiền. Thì cái này được gọi là tà niệm, wrong mindfulness. Tà là sai trái, chứ không hẳn là xấu xa độc ác mới gọi là tà ha. Còn niệm là nhận biết, chứ không hẳn là một ý niệm thôi. Khi quan sát một đối tượng mà mình mang theo sự yêu thích hay là sự không yêu thích, thì đó là thái độ không đúng đắn trong thiền tập của dòng thiền hiểu biết. Ngay cả khi sự thực tập của chúng ta đi tới cái giai đoạn là chúng ta có thể đoán biết trước điều gì sắp xảy ra ở trong cảm xúc hay là ở trong nhận thức của mình khi chúng ta tiếp xúc một đối tượng nào đó, và nó lặp lại y chang như hôm qua, như lần trước, thì đó là dấu hiệu bị khựng lại và có thể bị chai cứng trong pháp hành nếu chúng ta không kịp thời phát hiện ra nó. Trong dòng thiền hiểu biết, mỗi giây phút mà mình tiếp xúc đều được xem là giây phút đầu tiên và duy nhất trong đời của mình. Để tôi cho thêm một ví dụ nữa để các vị rõ hơn. Chúng ta vừa được nghe thiền vị hát tặng một bản thiền ca có nội dung nhắc nhở chúng ta luôn sống trong tỉnh thức. Và nếu là một thiền sinh thì chúng ta chỉ cần ghi nhận hôm nay thiền vị đã hát bài này với nội dung như vậy. Chúng ta chỉ cần biết như vậy thôi. Ta vẫn thưởng thức được một cách trọn vẹn nội dung bài hát của thiền vị mà không để cho bất kỳ một cái ý niệm, một cảm xúc nào nó chen vào để phá vỡ cái khả năng lắng nghe trọn vẹn đó. Tại vì ta chỉ đặt sự chú tâm vào nội dung bài hát hơn là giọng hát. Trong trường hợp ta muốn quan tâm thiền vị hơn một chút, ta quan sát sâu hơn một chút nữa để thấu rõ cái giọng hát của thiền vị hôm nay như thế nào, thì phát hiện ra là hình như giọng hát của thiền vị hôm nay hơi rè, hay là cái hơi nó yếu, ngắn, không khỏe như là mấy lần trước. Ghi nhận tới đây mà chúng ta không khám phá nổi nguyên nhân chính xác nào đã khiến cho giọng hát của thiền vị trở nên như vậy, thì chúng ta phải ngưng ngay. Đợi một lát nữa chúng ta sẽ đến hỏi trực tiếp thiền vị, chứ chúng ta đừng có theo thói quen là cứ đoán mò. Chắc là thời gian qua anh chàng này ít tu tập hay sao á, cho nên giọng hát của anh ta mất đi cái chất liệu thiền vị ha, chất liệu thiền như là khóa tu trước. Hay là anh chàng này chắc là không có thích hát nhạc thiền nữa rồi. Thích hát nhạc đời thôi. Hoặc là có thể là anh chàng này đang bị thất tình chăng, mà hát có vẻ như là không có tập trung lắm. Và chúng ta nghĩ như vậy và tự tin chắc như vậy, không có tiếp tục nhìn sâu nữa, mà cũng chẳng cần đi hỏi thiền vị. Để rồi mình đóng bít cái lỗ tai mình lại, không muốn nghe nữa. Hoặc là nghe xong là lập tức phê chuẩn liền, hôm nay hát rất dở, không đạt gì cả, không hấp dẫn gì cả. Đây có phải là căn bệnh trầm kha của tất cả chúng ta không? Mà sự thật, thiền vị đang bị bệnh tim mấy tuần nay.
Khi mình thấy được sự thật này rồi thì mình chỉ thương xót, chứ đâu có còn trách móc nữa, phải không? Các vị hãy nhớ kỹ cái chỗ này. Chánh niệm là một cái nhìn rất mới mẻ, rất khác với cái nhìn thông thường của chúng ta. Thường chúng ta nhìn bằng phiền não của mình. Ta thường không thấy rõ những cái gì thật sự nó đang hiện ngay trước mắt ta trong giờ phút hiện tại. Hoặc là ta nhìn vào đối tượng mà luôn sử dụng những kiến thức hay là kinh nghiệm có sẵn của mình, để ta rơi vào những cái nhận thức sai lầm đáng tiếc. Và đây chính là đầu mối của mọi khổ đau. Thank you.
Cho nên mục đích tối hậu của việc hành thiền là đạt tới cái hiểu biết tuyệt đối, đạt tới một cái tuệ giác, một cái wisdom, một thứ hiểu biết siêu việt, có thể giúp cho chúng ta thấu triệt được thân phận của mình. Mình là ai? Từ đâu tới đây? Và sẽ đi về đâu? Hay là có thể giúp ta thấu triệt được bản chất của vũ trụ này? Và những cái nguyên tắc nào để điều hợp giữa cá thể trong vũ trụ, để chúng ta biết cách sống hòa điệu và hạnh phúc bền vững hơn. Mà muốn có được khả năng đó thì ta phải không ngừng nuôi dưỡng và phát triển năng lượng chánh niệm trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cũng không khó khăn gì lắm đâu các vị. Tôi chỉ tổng quan qua cho các vị thấy về cái dòng thiền của chúng ta. Tất nhiên là những buổi học tới chúng ta sẽ được giới thiệu một cách cụ thể và giản dị từng bài thực tập, để chúng ta có thể đi vào một cách dễ dàng được, có kết quả ngay trong thực tại. Như vậy là đủ cho hôm nay. Tuần tới các vị không cần phải nôn nóng học cách ngồi thiền, hay là không cần phải đọc thêm quyển sách nào cả. Việc cần làm là các vị phải nhìn lại cái quyết tâm tu học của mình. Mình đã sắp xếp cho đàng hoàng tử tế một chương trình tu học cho mình chưa? Điều quan trọng nhất là chúng ta hãy nhìn lại thành kiến của mình khi bắt đầu bước vào con đường tâm linh. Hãy cố gắng thu dọn chúng lại và để vào một cái ngăn nào đó trong tâm thức. Khi nào cần dùng thì mới được dùng. Đừng để cho cái tâm phân biệt hay là lo lắng mời nó ra để mà cản trở cái việc hấp thụ trọn vẹn của chúng ta. Hãy để nắm tay không đi vào cửa thiền hiểu biết. Các vị sẽ đạt tới sự thông dong an lạc một cách dễ dàng. Xin cảm ơn đại chúng. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.